Sáng ra phát hiện mất sợi dây chuyền giá trị, cửa tiệm vội check cam và cái kết lắc đầu chịu thua. Mới đây, một camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một anh chàng chuột siêu to khổng lồ bò từ trên trần nhà xuống nơi mà cửa hàng đang trưng bày một sợi dây chuyền vô cùng giá trị. Sau đó khéo léo nhẹ nhàng ngậm lấy món trang sức quý báu, rồi phóng một cái trở lại lên trần nhà, mất hút vào trong bóng đêm. Chàng trai nè! Chàng trai nè! Đến khi chủ cửa hàng và nhân viên đến kiểm tra thì mới thật sự ngỡ ngàng khi phát hiện ra sợi dây chuyền đã biến mất thầm lặng theo tên trộm tí hon bốn chân, khắp người toàn là lông lá. Dân mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng phải lắc đầu chịu thua trước tình huống hy hữu dở khóc dở cười. Thậm chí có người còn cho rằng nếu trình báo cho công ty bảo hiểm để xin bồi thường thì chắc cũng chẳng ai thèm xét duyệt cho. Một số bình luận khác được mọi người để lại: siêu trộm chuyên nghiệp đây rồi, nó lấy về làm quà sinh nhật cho vợ thôi mà. Chuyến này không có camera thì mấy nhân viên chỉ có mà khóc thét. Chắc là mang về cho cô bé lọ lem đi dự tiệc với hoàng tử đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.